Hello mọi người nha, may quá mọi người ơi. Mình đã tìm được giải pháp để nuôi hamster baby đây rồi. Ngay lúc đấy mình chạy ra luôn cái quán bán đồ ăn cho thú cưng chó mèo. Mình hỏi ông chủ quán bảo: "Anh ơi, cho em mua sữa chó mèo." Thì mình cứ tưởng là sữa đóng hộp như là sữa người uống là sữa tươi luôn, nhưng không phải mọi người ạ. Sữa này bằng bột cho pha, đổ nước ấm ra pha rồi mình cho xi lanh vào bơm từng giọt cho vào cho mũi hamster là nó ngửi thấy rồi nó liếm luôn mọi người ạ. Thật sự là nó may quá là nó vẫn còn biết ăn mọi người ạ, không thì mình cũng hết cách luôn. Thật sự là quá thương tiếc luôn, nên là mới có 7 ngày tuổi thôi nhưng mà con hamster của mình có vẻ là khỏe đấy mọi người ạ. Tại vì con mẹ nó là đẻ ít con, nếu mà đẻ nhiều thì chắc là tầm này cũng mới bắt đầu mở mắt, chưa ngoe ngoải như này được. Thì mình cứ chăm như này thì cho pha sữa xong rồi cho ống xi lanh như này, ngày thì mình cho ăn 2 lần, tại vì mình không có thời gian nhiều ấy mọi người ạ, nên chỉ ngày cho ăn 2 lần thôi. Nhưng mà mình thấy mọi người là